Nếu ai đó, nếu các bác đang đi tìm mua i10 nhá, thì mình dừng lại, mình ngắm cho em, mình tìm hiểu thêm cho em chiếc xe này. Đấy, giá nó cũng chỉ như nhau thôi. Đấy các bác ạ. Thế mà các bác mình có hẳn được chiếc xe gầm cao 7 chỗ số tự động rồi, mà xe là xe của Toyota Nhật Bản luôn nhá, mà xe nhá vẫn còn rất là mới luôn nhá, mà con này của em cũng đã được lên form mới rồi các bác nhá. Đấy, lúc mới của nó giá trị rất là cao, là tiền tỷ đấy ạ. Thế nhưng bây giờ thì giá chỉ còn là tiền trăm các bạn, là mình đã có được hẳn một chiếc xe ok như thế này rồi, đẹp như này rồi, chất như thế này rồi, và nó ngầu như thế này luôn các bác nhá. Và chiếc xe này là một trong những dòng xe nó cực kỳ là bền, cực kỳ là lành các bạn. Mình có thể sử dụng lâu dài, có thể sử dụng cả đời đối với chiếc xe này cũng được luôn các bạn. Và đây là phần đầu của nó, các bạn nhìn đi, sơn phi của nó còn quá là mượt mà, sáng sủa, sạch sẽ đúng không? Đấy, và đèn đây có quả bi cầu làm bên trong nhá. Đấy, cái đèn này thì nó có nước vào bên trong một chút, mình bật đèn lên là hết thôi, vừa em rửa máy nó có hiện tượng thế thôi các bạn nhá. Còn xe đi, tất cả tổng thành xe nhá, không có cái vấn đề gì cả, về là mình cứ thế là mình dùng thôi các bạn. Đấy, xinh nhan báo rẽ trên gương đây, có cục gương đăng kiểm tháng 9/24, lốp còn rất dày, có na đăng đúc, có vành đĩa, có vành ABS 4 bánh các bạn nhá. Đấy, một con xe rất là to cao và rộng rãi, rất là ngầu, nhìn rất là chắc chắn, và từ trong cho ra đến ngoài nhá, nó còn quá đẹp và nó còn quá là mới luôn các bạn. Đây các bạn nhìn đi, các bạn nhìn xem, các bạn cảm nhận gì mình cùng comment, mình cùng bình luận phía bên dưới các bạn nhá. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe, các bạn nhìn xem là cũng đã được lên thảm trải sàn 5D rồi. Một bộ ghế da nó là màu kem, một cái màu rất là sáng, một cái màu rất là sạch đúng không ạ? Và đây các bạn nhìn xem nhá, cái phần khóa cửa các bạn nhìn này nó vẫn còn được mới như thế luôn, những phần sắt, những phần khóa cửa và tất cả những ốc nhái của nó nữa nó còn rất là mới luôn các bạn nhá. Con này của em được mang tên là Toyota Fortuner các bạn nhá. Toyota Fortuner đời 2014. Số tự động một cầu, bình thường nếu hai cầu thì sẽ có một cái cầu nữa ở đằng đây, nhưng con này của em nó một cầu thôi. Đấy nhá, số tự động zig zag đây, các bạn nhìn xem. Đấy, và đã được lên màn hình to rồi. Đấy, cái ổ khóa của xe này bật lên cho mình xem này. Ổ khóa đây nhá. Có cam hành trình này, gương chống chói này, đấy, màn hình giải trí camera lùi các bác nhá. Điều hòa ô tô nóng lạnh đầy đủ và trang bị là có hai dàn điều hòa được chia ra làm 3 vùng các bác nhá. 3 vùng điều hòa luôn cho mình các bác. Và đây các bác nhìn xem, có tu khiên toàn nằm ở đây nữa, và đây là chỗ cho mình để nước này, đây là cốp đựng đồ này. Và đây là chỗ mình đựng nước đây, đây dàn điều hòa phía sau đây, cảm biến đây, cổng định ra 12V đây. Và vô lăng các bác nhìn xem, một con xe mà đi ít đi không nhiều, vô lăng của xe vẫn còn rất là đẹp như thế này các bác này. Đẹp chưa các bác ơi, các bác mình thấy thế nào ạ? Đấy, da này da zin, vô lăng zin mà nó còn đẹp như thế này, các bác biết là xe này chỉ ít như thế nào rồi đúng không ạ? Tôi khen toàn nhá, phím điều khiển âm thanh nhá. Đây các bác nhìn xem này, chip đây. Đấy. Và kia là phần mặt đồng hồ các bác nhá, quá khiển thứ đầy đủ. Đấy, bộ ghế da của xe vẫn còn rất là mới luôn. Còn đây các bác nhìn xem có một cái tỉ tay là cái chỗ cho mình đựng để đồ luôn. Gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn nằm bên kia, và ghế này được trang bị là ghế điện luôn các bác nhá. Tiến sẽ quay cho mình. Đấy, các bác mình ấn tí ạ. Đấy, sẽ quay chi tiết trong video clip này để mình thấy được độ đẹp, độ mới của con xe Toyota Fortuner này của em các bác nhá. Ở đây các bác nhìn xem cái phần khóa cửa, những phần răng cánh cửa, các bác nhìn xem cái phần sắt đây vẫn còn trắng toát luôn đấy đúng không ạ. Và đây nhá, có loa này, đây loa đây, đấy chỗ này được sơn vân gỗ đây, chỗ này bằng chất liệu da đây, đây bằng nhựa và bằng da. Lắp đi của xe được trang bị bằng chất liệu nhựa và da các bác nhá, và nhựa da nó còn ok này luôn. Cái độ nhựa nó các bác nhìn xem này, nó còn mới chưa, nó còn tươi, cái độ mỡ của cái nhựa này nó chưa bị cũ đi các bác nhá, nó chưa bị mất đi đấy, nó vẫn còn nguyên như vậy. Và ốc nhái, những phần mép cánh cửa các bác nhìn xem nó vẫn còn đẹp, nó vẫn còn sáng, chưa bị han hoen này đúng không ạ. Và keo chỉ nó vẫn còn nhá, con này của em nhá các bác nhá. Keo chỉ vẫn còn zin, máy số vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, thế là một điều tuyệt vời, một xe không lỗi lầm gì. Cái thân vỏ và cái máy số là cái quan trọng đúng không ạ? Như thế thì em cũng đã nói luôn cho mình rồi, thấy mình nắm bắt được rồi đúng không ạ? Nhá, đấy các bác mình xem đi. Đấy, mép cánh cửa của nó đây. Đắp đi cánh cửa của nó đây. Đấy, tất cả toàn bộ của nó đẹp mới đều như nhau cả luôn các bác. Đấy, mới đều đẹp đều cả như nhau luôn các bác nhá. Các bác nhìn xem răng cửa đẹp chưa? Đấy, và kính của xe cũng đã được dán rồi. Đấy, 4 tắp đi cái cửa xe còn mới đều như nhau hết đây các bác nhá. Mới đều như nhau hết các bác nhá. Này, da này, đấy. Và chất liệu nhựa này, đẹp chưa? Đấy. Quá đẹp luôn, xứng đáng để cho mình bỏ cái đồng tiền ra mình mua các bác. Đấy, mình không phải suy nghĩ lo lắng gì về chất lượng của chiếc xe này của em đâu. Bên em lấy xe nào cũng vậy, đặc biệt là những cái dòng xe mà nó tiền trăm như thế này, vài trăm như thế này thì luôn luôn bên em phải quan sát kỹ và tuyển chọn rất là kỹ, kiểm tra rất là kỹ, test kỹ, check kỹ các bác nhá. Đây là mình yên tâm. Đấy, còn rất là mới như thế này luôn. Các bác, âm thanh nghe hay các bác nhá. Đấy, và trần của xe thì nó là trần lý được bọc ni lông rồi. Đấy, con này ấy thì chia sẻ với các bác là em mua của một người ở gần khu vực nhà em các nhá, ở Gia Lộc, Hải Dương. Con này Gia Lộc, Hải Dương em trên thành phố thì cách nhau có mấy cây thôi. Đấy, chủ xe ở dưới Gia Lộc các bác nhá, rất là gần luôn cho mình. Đấy, bác nào muốn gặp chủ xe em cho gặp luôn các bác. Vâng, đây nhá các bác nhìn đi, các bác nhìn xem ok chưa? Giàn ốp xe rất là dày. Đèn đóm trước sau xe vẫn còn rất mới các bạn ạ, rất mới luôn.
Đấy, con này của em là Fortuner 2.7. Đấy, một cầu, máy xăng 2.7 các bác nhá. Đấy, nhiên liệu xe thì nếu mà đi đường trường thì nó dưới 10. Còn nếu mà mình đi đường phố thì nó trên 10 lít các bác nhá. Đấy. Rồi ok, đây là phần phía sau các bác nhìn đi. Biển số đây, biển 34, người Gia Lộc, Hải Dương sử dụng các bác nhá. Em đang quay cho mình phần phía sau để mình thấy được cái hình thức của phần phía sau nó trang bị có những gì và thiết kế kiểu như sao. Đấy, các bác nhìn đi, nhìn xem. Đấy, có bốn mắt cảm biến chống va chạm này, rồi có các bác nhìn xem đèn, đèn của xe thì nó là đèn mới rồi cho nên nó sẽ như thế này các bác nhá. Và đèn của xe em quay gần chút để các bác nhìn xem, rất mới luôn. Đấy. Camera đây, gạt mưa đây, đuôi gió đây, các bác nhìn đi ok chưa? Vâng. Hiện tại thì em đang có một đôi như thế này nha, một con màu đen đời 2013 nữa, còn này có màu đen là đời 2014 các bác nhá. Các bác mình nếu mà đúng chân những cái dòng xe như thế này, mình qua bên em địa chỉ 92 Trường Chinh, thành phố Hải Dương để mình xem xe và cảm nhận mẫu xe bên em các bác nhá. Đấy, còn rất nhiều mẫu xe khác nữa đang có là hơn 100 xe các loại để cho mình tham khảo luôn các bác. Đấy, mời các bác mình quay em nhá các bác ơi. Đấy, sơn xi của xe các bác nhìn xem rất sáng bóng luôn, và thân vỏ của xe thì như em cũng đã nói là không hề lỗi lầm, mục ngoặt cũng không có luôn và không bị vả ma tít các bác nhá. Và đây là phần cánh cửa lỗ của chiếc xe. Đấy, đắp lên cánh cửa đây. Đấy, xe thì ok rồi đúng không ạ? Hình thức của nó như thế này luôn, các bác mình cũng đã cảm nhận thấy. Đẹp chưa các bác ơi? Các bác mình thấy thế nào ạ? Các bác mình cùng đánh giá nhá các bác nhá. Đấy, mà dành tay nhấn cho em xin phát thích như này những cái lần tim nữa các bác ơi, em cảm ơn. Đây ạ, đây là cái phần mép vách cánh cửa lỗ của xe. Đấy, các bác nhìn đi, đẹp đều nhau hết các bác nhá. Có bậc vệ bước lên bước xuống đầy đủ hết rồi đúng không ạ? Đấy, ghế đây. Ok chưa? Nội thất của xe thì nó rất là rộng rãi, ngồi thoải mái, các bác mình đi những mẫu xe này đi xa nó không bị mỏi người, nó không bị gò bó, nó không bị chật hẹp, ngồi rất là thoải mái luôn. Mình mua về đi du lịch chở được cả gia đình đi đây đó luôn đúng không ạ? Ok, tuyệt vời. Và tiếp theo những vị trí tiếp tục nữa mà em sẽ review giới thiệu cho mình thấy nhau nha. Đây là cái phần cánh lái, cánh mà quan trọng đúng không ạ? Ở đây các bác nhìn xem là có kính chỉnh điện, ở đây các bác nhìn xem là có gương chỉnh điện nhá, gương chỉnh điện có cục gương này, chỗ cho mình đựng nước này. Đấy, và đây các bác nhìn xem cái phần sắt đây vẫn còn trắng toát luôn này. Đấy, ghế điện nha các bác nhá, cái ghế điện này. Đấy, và khóa cửa đây các bác nhìn xem rất là sáng trắng luôn này, tem nguyên này, cột kèo zin nha các bác nhá, cột kèo zin luôn đấy, cột kèo zin luôn chưa? Đáng mua phải không ạ? Tội gì mình đi, tội gì phải đi mấy con Spark Matiz làm gì cho nó chật hẹp ra và nó xe nó lại bé, xong rồi bên này nó là phân khúc hạng A chạy nó cũng sướng các bạn. Tiền thì cũng chỉ tầm tầm với nhau thôi mà mình mua được hẳn những con xe như thế này. Đấy, Matiz, Bolling, i10 làm sao ăn được đúng không ạ? Đấy, tiền tỷ lúc mới cơ mà các bác. Đấy, mẫu này thì nó siêu lành, nó siêu bền luôn các bác nhá. Mua về yên tâm dùng luôn cho mình. Lâu dài không phải suy nghĩ lo lắng gì, đi đường mình không phải làm. Không, nói chung là đi đường mình không cảm giác có sự bất ổn đâu ạ. Xe mang cái cảm giác cho mình có sự yên tâm rất là cao. Đấy, sơn xi của xe mượt bóng cả con, nhìn rất là long lanh. Ốp đáp dày, thân vỏ đẹp các bác nhá. Đèn đó của xe rất là mới đẹp đây các bác nhìn xe này. Cái đèn bên kia thì nó có nước, nút bên em rửa thì là nó bắn nước vào một tí. Đấy, mình bật đèn này hết ngay thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem này, đèn cái xóa đèn của xe, cái pha đèn của xe nó trong vắt luôn. Đấy, mặt nạ ga lăng của xe ốp nóc các bác nhìn xem rất mới đúng không ạ? Sơn xi cực mượt. Được chưa các bác ơi? Đấy, vỗ tay cho em một tràng phát nào, bằng cách là nhấn tim nhấn like nhá các bác nhá, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và trang hội nhóm các bác mình đã từng tham gia. Vâng, đến với bên em đi, em sẽ để cho mình với mức giá yêu nhất, hợp lý nhất các bạn. Đấy, địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương các bác nhá. Và bên em có 3 số điện thoại để cho mình lưu vào là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Đấy, vâng, 3 số Zalo bên em có kết nối luôn, các bác mình kết bạn nhắn tin Zalo bên em để xem thêm hình ảnh và video các bác nhá. Và thương lượng chốt giá cả qua 3 số điện thoại đó các bác nhá. Các bác mình đến nếu mà gần đến chạy thử cảm nhận và thương lượng trực tiếp luôn các bác nhá. Bác nào xa bên em có thể ship xe đến tận nơi cho mình. Bác nào mà cần sang tên bên em hỗ trợ sang tên cho mình trên toàn quốc các bác nhá. Bên em có đổi xe nhá các bác nhá. Các bác có xe i10 Modeling các bác mình cứ mang lên đây em đổi cho. Vâng, và bên em có cần thu mua lại một số lượng xe lớn, các bác mình có xe gì mang lên em mua lại cho với giá hợp lý nhất cho mình. Yên tâm là giá hợp lý các bác nhá. Vâng, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Các bác nhớ ủng hộ kênh bên em nhé. Và nhấn đăng ký, nhấn theo dõi, nhấn follow để xem thêm những video mới nhất của bên em các bác nhé. Xin chào các bác ạ.